quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Xôn xao tin đồn Hoa hậu Kỳ Duyên thi Miss Universe Việt Nam 2021 còn lộ cả ảnh profile. Nhiều người cho rằng Kỳ Duyên đã ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 và sẽ làm nên chuyện lớn. Mới đây, hàng loạt group sắc đẹp lan truyền hình ảnh profile Kỳ Duyên trong vai trò thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Theo thông tin râm ran, hình ảnh này được ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam công khai trên fanpage chính thức nhưng xóa đi rất nhanh sau đó. Bức ảnh profile Kỳ Duyên lập tức gây bàn tán, nhiều người tỏ ra phấn khích, cho rằng chân dài Nam Định đã ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và sẽ làm nên chuyện lớn. Tuy nhiên, đa số lại nghi đây là một sản phẩm Photoshop tinh vi, song vẫn để lộ sơ hở nhỏ. Mặc dù quê quán năm sinh của Kỳ Duyên chuẩn xác, song số đo hình thể trong ảnh không còn đúng với Kỳ Duyên của hiện tại. Chiều cao 1m73, 3 vòng 86, 63, 91 là những chỉ số của Kỳ Duyên tại Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau này, chiều cao của mỹ nhân đã lên tới 1m76, đo tại chương trình Sao Nhập Ngũ. Vòng 1 nguyên bản 86cm đã được phẫu thuật thẩm mỹ nên chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Tin đồn Kỳ Duyên thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 vốn đã râm ran trên mạng xã hội nhiều ngày qua. Thời điểm tin đồn mới xuất hiện, chúng tôi đã liên hệ với phía Kỳ Duyên để tìm hiểu thực hư. Quản lý Hoa hậu đã từ chối bàn luận những lời đồn thổi trôi nổi trên mạng. Thông tin này chúng tôi không bàn luận, đây chỉ là tin đồn tùm lum tùm la, người đại diện cho biết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.